chỉ số vàng da bệnh lý ở trẻ sơ sinh. Nội dung được cố vấn chuyên môn bởi thạc sĩ bác sĩ nội trú Trần Vĩnh Phú, chuyên ngành nhi thần kinh và phát triển. Bà mẹ thân mến, theo Tổ chức Chăm sóc Y tế Vương quốc Anh, có tới 1/3 số trẻ sơ sinh đủ tháng bị vàng da và ở trẻ sơ sinh non tháng thì con số này lên đến 2/3. Có hai dạng vàng da ở trẻ sơ sinh là vàng da sinh lý có thể tự khỏi và vàng da bệnh lý rất nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nguyên nhân gây vàng da chủ yếu là do tăng bilirubin vì có nhiều nguyên nhân. Nhìn chung, tất cả đều phải làm xét nghiệm định lượng bilirubin trong máu để đánh giá nguyên nhân, tình trạng, tiến triển và tiên lượng, từ đó đưa ra phương pháp xử trí hợp lý. Chỉ số bilirubin bình thường được quy định như sau. Bilirubin toàn phần dưới 10mg trên decilit hoặc 171 micromol trên lít ở trẻ sơ sinh và từ 0,3 tới 1,2mg trên decilit hoặc từ 5,1 tới 20,5 micromol trên lít ở trẻ trên 1 tháng tuổi. Bilirubin trực tiếp từ 0 tới 0,4 mg trên decilit hoặc từ 0 tới 7 micromol trên lít. Bilirubin gián tiếp từ 0,1 tới 1 mg trên decilit hoặc từ 1 tới 17 micromol trên lít. Tỷ lệ bilirubin trực tiếp trên bilirubin toàn phần dưới 20%. Ở trẻ sơ sinh, bilirubin những ngày đầu sau sinh sẽ tăng cao trong máu và sau đó giảm dần. Chỉ số bilirubin trên 5 mg trên decilit hay 85 micromol trên lít sẽ thấy được biểu hiện vàng da trên lâm sàng. Chỉ số bilirubin còn cho phép chỉ định điều trị vàng da bệnh lý bằng biện pháp chiếu đèn hay thay máu. Tùy vào tháng tuổi và tình trạng của bé, bác sĩ sẽ có những chỉ định phù hợp. Video vừa rồi đã tư vấn cho ba mẹ về chỉ số vàng da bệnh lý ở trẻ sơ sinh. Đừng quên theo dõi tiếp những video khác trên kênh Mommy để có thêm những kiến thức hữu ích ba mẹ nhé! Mommy, trợ lý thông minh dành cho ba mẹ bầu và ba mẹ nuôi con nhỏ do các chuyên gia y tế đồng xây dựng. Hãy tải ngay ứng dụng Mommy trên App Store và Google Play để được tư vấn những kiến thức mang thai và chăm sóc con yêu từ các bác sĩ sản nhi ba mẹ nhé!